Tớ Maria ở Bethania. Khi đang ở Bethania, tại nhà của Simon, người phung, thì có một người đàn bà đến, mang theo một bình bằng đá hoa cương đựng dầu thơm hương cam tùng rất quý giá. Bà đập vỡ bình, đổ lên đầu ông. Có một số người trong lòng nổi giận và nói rằng, sao lại phung phí dầu thơm như vậy? Vì có thể bán được hơn 300 đồng tiền và lấy tiền đó cho người nghèo. Họ làm bàn chống lại bà, nhưng Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để bà ấy yên, sao các ngươi lại làm phiền bà ấy? Bà ấy đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi luôn có người nghèo ở bên mình. Và bất cứ khi nào các ngươi muốn, các ngươi có thể làm ơn cho họ, nhưng các ngươi không có ta luôn đâu. Bà ấy đã làm điều bà có thể làm, bà ấy đã đến trước để sức dầu thơm cho xác ta để chôn cất. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bất cứ nơi nào phúc âm này được rao giảng trên khắp thế gian, thì việc bà ấy đã làm cũng sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ bà. Mác 14, 3-9. Chỉ có Chúa Giê-xu Christ mới cứu rỗi. Bà sẽ sinh một con trai, và ngươi hãy đặt tên cho con trai đó là Jesus, vì chính con trai đó sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi của họ. Matthew 1:21. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16. Đức Chúa Jesus phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Thẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng 14:6. Thật ra, không có sự cứu rỗi trong bất kỳ ai khác, vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ 4:12. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà tôi cũng đã nhận được. Ấy là Đấng Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã được chôn. Và Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh, 1 Corinto 15:3-4. Trong Ngài, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự giàu có của ân điển Ngài, Ephesos 1:7. Bốn lẽ thật mà chúng ta phải hiểu trọn vẹn. 1. Chúa yêu bạn rất nhiều. Ngài muốn bạn có sự sống đời đời trên thiên đàng với Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16. Ngài muốn bạn có một cuộc sống dư dật và có ý nghĩa với Ngài. Kẻ trộm chỉ đến để ăn cắp, giết và hủy diệt, ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Giăng 10:10. Dù vậy, nhiều người không trải nghiệm được cuộc sống có ý nghĩa và không chắc chắn liệu họ có sự sống vĩnh cửu hay không vì 2. Con người vốn có bản chất tội lỗi. Đó là lý do tại sao họ bị tách biệt khỏi Chúa. Tất cả đều đã phạm tội, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Roma 3:23. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. 1 Timôthê 6:10. Tiền công của tội lỗi là sự chết, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, Roma 6:23. Thánh chỉ rõ hai loại chết, chết về thể xác, và như đã định cho loài người phải chết một lần, nhưng sau đó là sự phán xét, Hebrews 9:27. Chết về mặt tâm linh hay sự xa cách đời đời với Đức Chúa Trời trong địa ngục. Nhưng những kẻ hèn nhát, kẻ không tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ phù thủy, kẻ thờ hình tượng, và mọi kẻ nói dối, sẽ có phần của chúng trong hồ lửa và diêm sinh cháy bừng bừng,
Đó là sự chết thứ hai. Khải Huyền 21:8. Nếu con người xa cách Chúa vì tội lỗi của mình, thì giải pháp cho vấn đề này là gì? Chúng ta thường nghĩ rằng các giải pháp là tôn giáo, việc làm tốt và cách cư xử tốt. Nhưng chỉ có một giải pháp từ Chúa. 3. Chúa Giêsu Christ là con đường duy nhất lên thiên đàng. Đây là lời tuyên bố của Chúa. Chúa Giêsu phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng 14:6. Ai đã trả giá đầy đủ cho tội lỗi của chúng ta? Vì đấng Christ cũng đã chịu khổ một lần vì tội lỗi, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết trong xác thịt, nhưng được sống lại bởi Đức Thánh Linh, 1 Phi-rơ 3:18. Trong Ngài, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự giàu có của ân điển Ngài. Ê-phê-rô 1:7, Ngài có lời hứa về sự sống đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không tin con thì không thấy sự sống, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 3:36. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Roma 6:23. Bốn, chúng ta cần tin vào Chúa Giêsu Christ để được cứu. Sự cứu rỗi của chúng ta là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Vì nhờ ân điển, anh em được cứu bởi đức tin. Điều đó không phải đến từ anh em, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời, không phải bởi việc làm, hầu cho không ai khoe khoang. Ê-phê-rô 2:8-9. Vì bất cứ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Roma 10:13. Lời cầu nguyện của người có tội. Hãy cầu nguyện với đức tin, lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa rất nhiều vì đã yêu thương con. Con thú nhận rằng con là một tội nhân và con cầu xin Chúa tha thứ. Cảm ơn Chúa vì sự chết trên thập tự giá, sự chôn cất và sự phục sinh để trả giá cho mọi tội lỗi của con. Con tin cậy Chúa là Chúa và cứu Chúa của con. Con chấp nhận món quà sự sống vĩnh cửu của Chúa và con dâng cuộc đời con cho Chúa. Xin giúp con vâng theo mọi điều răn của Chúa và được đẹp lòng Chúa. Amen. Nếu bạn đã tin vào Chúa Giêsu Christ, những điều sau đây đã xảy ra với bạn. Bây giờ, bạn có sự sống đời đời với Đức Chúa Trời. Và đây là ý muốn của Đấng đã sai tôi, rằng bất cứ ai nhìn thấy con và tin vào Ngài thì được sự sống đời đời, và tôi sẽ khiến người ấy sống lại vào ngày sau cùng. Giăng 6:40. Mọi tội lỗi của bạn đã được trả giá và tha thứ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng người này, sau khi đã dâng một của lễ chuộc tội cho đến đời đời, đã ngồi xuống bên phải Đức Chúa Trời. Hebrew 10:12. Và tạo vật mới trong mắt Chúa, đó là khởi đầu cho cuộc sống mới của bạn. Vậy nên, nếu ai ở trong đấng Christ, thì người ấy là tạo vật mới, những điều cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. 2 Cô-rinh-tô 5:17. Bạn đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nhưng hễ ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là ban cho những người tin danh Ngài. Giăng 1:12. Việc lành không phải là cách để chúng ta được cứu, mà là bằng chứng hay hoa trái của sự cứu rỗi của chúng ta. Vì chúng ta là công trình của Ngài, được dựng nên trong đấng Christ Jesus để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta làm theo. Ê-phê-rô 2:10.
Xin Chúa ban phước cho anh em.